Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng đang đào tạo 13 nghề với 2 trình độ trung cấp và cao đẳng. Năm học 2023-2024, Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng tuyển sinh được 1.013 học sinh, sinh viên. Con số này đã tăng hơn 10% so với năm học 2022-2023, trong đó có 390 em theo học hệ cao đẳng, còn lại hệ trung cấp. So với năm học trước, sinh viên theo học trình độ cao đẳng tăng 100 em. Tuy nhiên, trình độ trung cấp vẫn là lựa chọn của nhiều em và vượt cả chỉ tiêu mà trường đã đặt ra hàng năm. Nhiều em vừa mới trúng tuyển vào trường bày tỏ nhiều kỳ vọng ngay năm đầu vào học ở ngôi trường này. Qua tìm hiểu về trường thì em thấy trường của Cao đẳng nghề Sóc Trăng có một môi trường học tập rất tốt. Trường thì có nhiều, trường có đầy đủ cơ sở, vật chất và thiết bị và có đội ngũ nhà giáo hỗ trợ nhiệt tình trong lúc em học và giúp em rèn luyện và nâng thêm kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó là em biết là trường có nhiều chương trình để hợp tác đào tạo gắn kết với các doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh để mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Đó cũng là một cơ hội quan trọng để em mở ra nhiều cái cơ hội để làm việc sau này. Lưu lượng học sinh sinh viên bình quân của trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng khoảng 2.000 em. Hàng năm, nhà trường có khoảng 500 em tốt nghiệp. Theo số liệu thống kê từ trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng, tỷ lệ các em theo học tại trường sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp chiếm trên 90%. Sở dĩ đạt được kết quả này là nhờ nhà trường có sự chủ động trong liên kết hợp tác với các doanh nghiệp. Hiện trong 13 nghề mà trường đang đào tạo thì có 9 nghề liên kết với các công ty, các tập đoàn lớn tạo điều kiện cho sinh viên thực tập và tạo việc làm sau tốt nghiệp. Mục tiêu mà trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2030, trường đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao. Vì vậy mà hiện nay trường cao đẳng này đang tăng tỷ lệ tuyển sinh hệ cao đẳng. Trong giai đoạn từ năm 20 đến nay thì cái hàng năm vị trường tuyển sinh nó là khoảng là bình quân là khoảng 800 học sinh sinh viên của hai hệ là cao đẳng và trung cấp, thì trong đó là hệ cao đẳng là chiếm khoảng 1/3, trung cấp thì khoảng 2/3. Và cái định hướng trong thời gian tới để mà tới giai đoạn năm 2025 mà trường đạt cái tiêu chí trường chất lượng cao thì nhà trường sẽ có cái điều chỉnh là tăng cái tỷ lệ tuyển sinh đối với cái hệ cao đẳng. Cố gắng làm sao là đến năm 2025 thì tuyển sinh cái hệ cao đẳng là coi như là khoảng tương đương 50% hàng năm. Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng được cấp phép đào tạo 14 ngành nghề, trong đó bậc cao đẳng có 9 ngành, bậc trung cấp có 5 ngành nghề. Năm học 2023-2024, tính đến thời điểm này, trường tuyển sinh trên 500 chỉ tiêu. Dược, điều dưỡng, kế toán và sư phạm giáo dục mầm non là những ngành thu hút đông người học đăng ký và đã đạt 100% chỉ tiêu được giao. So với năm học 2022-2023, tỷ lệ tuyển sinh năm nay tăng hơn 15%. Lý do em học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng là chương trình học đào tạo ngành tin học ứng dụng mà em đang chọn để học có đào tạo các kỹ năng đáp ứng được nhiều vị trí việc làm và phù hợp với năng lực của em. Đội ngũ giáo viên của trường nhiệt tình, thân thiện, chỉ dạy cho các sinh viên. Đặc biệt với em là tân sinh viên mới vào trường thì em đã dễ dàng hòa nhập được với thầy cô bạn bè. Cơ sở vật chất trang thiết bị thì đáp ứng được nhiều ngành học. Và trường có nhiều chính sách tốt như là miễn giảm học phí cho sinh viên, khen thưởng cấp học bổng và hỗ trợ cho sinh viên vay vốn. Đào tạo ngành nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là mục tiêu mà trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đặt ra. Vì vậy mà trường đã không ngừng nỗ lực, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ số và các phương thức dạy học hiện đại theo hướng chú trọng hình thành kỹ năng cho các em học sinh, sinh viên. Trong đó, liên kết đào tạo và giải quyết việc làm được trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng xác định đóng vai trò quan trọng. Trên cơ sở mà gắn kết với cái mục tiêu phát triển của kinh tế xã hội của tỉnh thì mình cũng phải tăng cường quan hệ với các doanh nghiệp để mình tạo cái điều kiện cho các em thực hành cũng như là giải quyết cái vấn đề là
thực tập tại cái doanh nghiệp, và cũng sau này là các doanh nghiệp sử dụng cái nguồn lao động do mình đào tạo, do trường mình đào tạo. Mục tiêu đến năm 2030, trường cao đẳng nghề Sóc Trăng phấn đấu đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao, trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng đạt các tiêu chuẩn ngành nghề trọng điểm cấp quốc gia và khu vực ASEAN. Với lộ trình này, hai ngôi trường cao đẳng của tỉnh đang nỗ lực góp phần vào cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho sự phát triển của tỉnh nhà.